Sốc hàng nhiệt độ điện chào các bác. Bây giờ là buổi chiều tối ngày 10 tháng 5 năm 2020. Như các bác đã nhìn thấy trên hình ảnh là cái lượng điều hòa một cục em tiêu thụ một ngày khá là nhiều. Sau mấy ngày oanh tạc thì đã vãn hết rồi các bác nhé. Hiện tại vẫn còn khoảng 20 chiếc phục vụ các bác. Ở đây là các cái chiếc điều hòa một cục của các cái hãng Totomi. Bốn con này của hãng Totomi chạy rất là êm thôi nhé. Nói chung là máy Nhật thì con nào cũng êm, chả con nào kêu rồi. Con nào chạy cũng ngon lành. Bọn này là giá là 3,8 triệu một chiếc các bác nhé. Để em cập nhật cái số lượng của ngày mùng 10 tháng 5 năm 2020 để các bác nắm được. Đấy, giá là 3,8 triệu, giá chưa có đầu nguồn và chưa có phí vận chuyển. Ở đây là những con này là 3,8 triệu một chiếc các bác nhé. Công suất 7.000 BTU. Đây có hai con Kozumi này 8.000. Con Hire này thì có hiển thị, con Corona này hiển thị nhiệt độ. Không có điều khiển, còn tất cả những cái con 5 con này đều 6 này đều có điều khiển nhé, 7 con đấy. Ở đây là các cái dòng máy Corona đấy, rất là đẹp, Corona rất là ưa chuộng và chạy êm đấy. 2, 4, 6, 8, 10 con đấy, 10 con có nha, con Corona đẹp, giá 3,8 triệu một con đấy. Em thì ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ship hàng toàn quốc cho các bác nhé. Các bác nào ở xa mua thì vui lòng đặt cọc trước cho em 500.000. Thực ra cũng không lấy 500.000 các bác làm gì, các bác làm gì cả. Mà chẳng qua đấy là chỉ là làm tin để hai bên giao dịch với nhau thôi. Không nhiều bác có khi là cứ bảo ngày mai bảo vợ không đồng ý mua này nọ là bọn em đóng hàng gửi đi gửi về là cái tiền cước rất là tốn. Trên mua bán nó cũng có sự ràng buộc một chút để hai bên đều có trách nhiệm. Vâng ạ, chứ còn không cầm 500.000 các bác làm cái gì cả. Để trên các bác mua thì vui lòng đặt cọc trước cho em cho nó thoải mái hai bên thôi nhé. Em ship hàng toàn quốc. Tất cả các máy điều hòa một cục này thì em bảo hành cho các bác là 6 tháng. Chung là chạy hết một vụ thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì trong vấn đề bảo hành. Máy này rất là lành thôi, không phải nghĩ ngợi đâu nhé. Bác nào nhu cầu mua thì các bác liên hệ. Cảm ơn các bác.